thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song với sự cố gắng, nỗ lực, sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn, Công an huyện Tuyên Hóa đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nhằm phục vụ hiệu quả quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong cải cách hành chính. Với tinh thần quyết liệt, không ngày khó, ngày khổ, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Tuyên Hóa ngày đêm dốc sức, dốc lòng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy triển khai các nhiệm vụ của đề án 06. Trong đó, lực lượng đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và lực lượng công an xã đã phát huy vai trò nòng cốt, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, làm sạch dữ liệu và duy trì thường xuyên việc bổ sung, cập nhật dữ liệu, đảm bảo dữ liệu dân cư đúng, đủ, sạch, sống. Lực lượng công an đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích của đề án 06 với các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tập trung nhân lực, trang thiết bị, triển khai quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử và tài khoản định danh điện tử cho công dân. Tăng cường thực hiện tốt các dịch vụ công của lực lượng công an trên môi trường điện tử như đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú. Công tác làm sạch dữ liệu và thu nhận hồ sơ căn cước công dân và giải quyết hồ sơ cư trú, trả lời xác minh trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của công an xã cơ bản đi vào nền nếp, thực hiện đúng thời gian quy định. Được Công an huyện Tuyên Hóa về tại cái cơ sở Ủy ban nhân dân xã Mai Hóa làm cái căn cứ công dân, cài lại cái số định danh cho là dân dân, thủ tục rất nhanh chóng, khẩn trương, và người dân chúng tôi cũng là rất hài lòng với cái công việc làm hôm nay. Thực hiện đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, thì trong thời gian vừa qua, đoàn xã Lê Hóa đã chủ động tích cực phối hợp với Công an xã Lê Hóa và đội lưu động của Công an huyện Tuyên Hóa trong việc tuyên truyền, hướng dẫn bà con làm mới căn cước công dân có gắn chip và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Theo đó thì đoàn xã đã chỉ đạo cho các chi đoàn thành lập các tổ nhóm về tại hội trường các thôn và đến tại từng nhà để hướng dẫn cho bà con cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Hoạt động này đã thu hút được nhiều các ban đoàn viên thanh niên tham gia và được bà con nhân dân trong xã đánh giá cao. Công an huyện Tuyên Hóa đã huy động cán bộ chiến sĩ phối hợp với công an xã, tổ đề án 06 cấp xã tiến hành rà soát các đối tượng chưa cấp căn cước công dân, định danh điện tử để tiến hành cấp lưu động và kích hoạt định danh điện tử cho công dân trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống và dữ liệu, thường xuyên quan tâm bảo đảm nguồn lực phục vụ việc triển khai thực hiện đề án 06 và luật cư trú. Với quyết tâm, nỗ lực và tinh thần vì nhân dân phục vụ, Công an huyện Tuyên Hóa đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân tích cực tham gia kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 và ứng dụng VNID. Qua đó, giúp người dân, doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân được hưởng các tiện ích tốt nhất thông qua các dịch vụ hành chính công, an sinh xã hội và tiếp cận các dịch vụ thương mại thông qua định danh điện tử. Lực lượng công an xã là tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền, là huy động các cơ quan ban ngành, các đoàn thể cùng phối hợp với công an xã là tích cực tuyên truyền trên các hệ thống loa truyền thanh của cấp xã, cấp thôn, phối hợp với các đơn vị là về từng cơ sở, đi từng nhà, ra từng đối tượng để vận động, ra soát, để tuyên truyền để cho bà con hiểu được cái tầm quan trọng của đề án 06 và tích cực tham gia vào việc là đi cấp căn cước công dân gắn chip và cài đặt định danh điện tử mức 2. Hiện nay trên địa bàn xã thì việc cấp căn cước công dân gắn chip là đạt trên 98%, về cài đặt định danh điện tử thì đạt khoảng trên 96%. Công an huyện Tuyên Hóa đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện đề án 06. Trong đó đã triển khai thực hiện 11 dịch vụ công của Bộ Công an trong tổng số 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhóm phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 5 nhóm tiện ích trên môi trường điện tử theo đề án 06. Tính riêng trong quý 1 năm 2023 đã thu nhận 1.782 hồ sơ cấp căn cước công dân, đăng ký 2.930 hồ sơ định danh điện tử mức 2,
kích hoạt định danh điện tử cho 10.448 tài khoản, đạt 71,82%. Về việc cấp căn cước công dân cho học sinh trong độ tuổi 2008-2005, đã rà soát và triển khai thu nhận 100% hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân, đảm bảo theo đúng quy định. Để hoàn thành các cái nhiệm vụ mục tiêu của đề án 06 trong thời gian tới, thì lực lượng công an huyện tiếp tục tham mưu cho đồng chí chủ tịch ủy ban huyện chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, các xã thị trấn tập trung quyết liệt trong công tác tuyên truyền phổ biến cho người dân, doanh nghiệp về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của đề án 06 để tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, trong đó tập trung tuyên truyền về lợi ích của việc cấp căn cước công dân gắn chip, định danh điện tử, tập trung hướng dẫn người dân và doanh nghiệp đăng ký hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, từng bước là thay đổi tư duy từ làm thay làm hộ sang hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp tổ chức thực hiện và tham mưu để mua sắm trang thiết bị, con người để tổ chức thực hiện, để vận hành các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hai là tiếp tục tuyên truyền và thực hiện việc cấp căn cước công dân gắn chip, phối hợp với các lực lượng ở các xã, rồi cài đặt định danh điện tử, rồi làm sạch cái dữ liệu đúng đủ sạch sống. Với sự cố gắng và quyết tâm cao, cùng với những kết quả đã đạt được, là minh chứng khẳng định rõ những nỗ lực cống hiến của lực lượng công an huyện Tuyên Hóa trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đề án 06, để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra. Công an huyện Tuyên Hóa đang tích cực phối hợp với các ban, ngành, địa phương đẩy mạnh tiến độ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử và tài khoản định danh điện tử, góp phần thúc đẩy chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số, nhằm giữ vững an ninh trật tự, phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.